Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiến hành kiểm tra một số đơn vị thuộc Quân khu 5. Cùng đi với đoàn có Thiếu tướng Ngô Quý Đức, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 5. Đoàn công tác đã nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo và trực tiếp đi kiểm tra tình hình biên chế tổ chức, công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới và huấn luyện quân dự bị động viên, quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường bài tập của Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam và Sư đoàn 315. Qua kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của các đơn vị trong triển khai xây dựng, củng cố thao trường bài tập, bảo đảm sát thực tế chiến đấu. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế trong công tác bảo đảm vật chất huấn luyện, xây dựng thao trường bắn đạn thật và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh trong năm 2016 và những năm tới.